Đúng rồi, do chị Hoa làm việc đây. Rồi mời chị Hoa, chị đã dùng sản phẩm và có kết quả như nào, chị chia sẻ cho mọi người nha chị Hoa. Vâng, xin chào tất cả các anh chị lãnh đạo, các anh chị cùng tập trong phòng Zoom tuyệt vời buổi sáng ngày hôm nay. Tôi tên là Vũ Thị Hòa, đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, quận Tân Bình. Thật lòng thì rất là biết ơn đến dòng sản phẩm của công ty Zicop, và cũng biết ơn đến cái người đã đầu trực tiếp của mình rất là dễ thương là chị Đào Thị Anh Minh đã chia sẻ để cho Hòa biết đến cái dòng sản phẩm tuyệt vời này, và cũng rất là biết ơn tổ chức Vitamin đã làm một môi trường vô cùng tuyệt vời, nhân văn, dòng lòng nhân ái, và rất là biết ơn lãnh đạo Phạm Thế Hiển đã tạo ra môi trường trời ơi quá tuyệt vời, thể dục kênh lạc thao tuyệt vời quá. Thật sự thì trong thời gian qua thì Hòa có nhiều cái vấn đề về sức khỏe. Thế thì một thời gian vừa rồi thì cũng ngưng ngưng vấn đề tập luyện, với lại hai nó cũng dịch nữa thì cũng về tập luyện, nhưng mà hôm nay cái kênh lạc thao thì đã được tập cùng với các lãnh đạo nhiều rồi. Ví dụ như là đội Tân Bình thì có anh Kiệt rất là tuyệt vời. Mấy chị em, anh em thì vẫn ra công viên để tập. Và thấy cái bài tập thể dục này nó rất là hiệu quả. Thì Hòa chia sẻ về cái bài tập thể dục về trước đã. Nó rất là hiệu quả. Và buổi sáng nay thì Hòa tập lại thì thật sự trời ơi. Thời gian vừa rồi không tập á, thì thấy người nó uể oải, nhưng mà sáng nay tập xong nó thấy cái người mồ hôi nó đổ ra rồi, nó khỏe gì đâu, nó rất là khỏe, nó rất là nhẹ nhàng, tuyệt vời lắm các anh chị. Và đây là một cái chương trình duy trì để cho mọi người tập luyện trong cái thời Covid này rất là hiệu quả, rất là cảm ơn lãnh đạo ở Hiện. Và trước đây thì cách đây khoảng chừng gần 1 năm thì Hòa biết đến dòng sản phẩm của công ty Zico. Đó là một cái niềm hạnh phúc, đó là một cái niềm tin yêu, và đó là một cái điều vô cùng hạnh phúc của Hòa luôn. Nghĩa là ngày xưa thì Hòa mặt Hòa nám kinh lắm, nám nám thực sự là đi ra đường không dám để mặt mộc bao giờ á. Nhưng mà hôm nay thì đó là một cái điều vô cùng hạnh phúc, là mặt mộc chưa xài một cái gì luôn. Sáng ra mới rửa mặt, mới tông nơ thôi, chứ chưa có xài một cái gì cả. Thì đây là một cái điều mà quá hạnh phúc cho một người phụ nữ tuổi 50, nhưng mà bị một cái làn da rám nám, trở đi đâu không dám ra ngoài đường, không phải mất hút cả nửa tiếng, 1 tiếng đồng hồ cho xong. Nhưng mà bây giờ thì hạnh phúc vô cùng luôn. Xài cái vi kim tạo biển của công ty Zico, xong đó thì bắt đầu xài những cái sản phẩm cơ bản. Đây đằng sau đây, đây thôi. Quá trời rồi đó, đấy là sản phẩm Hòa đang xài quá trời luôn. Tất cả những sản phẩm thì đang xài thì Hòa để hết đằng sau cái kệ đây. Đó thì đầu tiên là xài đến cái vi kim tạo biển, xong thì bắt đầu xài đến bộ cơ bản. Và cái sản phẩm của công ty Zico, cái vi kim tạo biển, nó chạm vào trái tim Hòa ngay tức khắc lần đầu tiên. Thật sự thì ngày xưa nám kinh khủng lắm, bên này là nám hết, bên này đen thui luôn. Thế thì tất cả nhiều năm, thật sự mấy 20 năm thì Hòa đi tìm kiếm cái sản phẩm để mình dùng á, nhưng mà đã dùng rất là nhiều cái mỹ phẩm đắt tiền luôn rồi đấy, kể cả 20-30 triệu một bộ cũng có, nhưng mà nó không cải thiện được. Nhưng mà thật sự rất là vui mừng, rất là hạnh phúc thì khi mà dùng cái vi kim tạo biển của công ty Zico, cái này đầu tiên chỗ có 2 lần thôi, một lần đầu tiên nó chạm vào trái tim mình, xong lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, trời ơi thật sự không ngờ được luôn á, nó thay đổi một cách thật sự rất là ok. Thì hôm nay thì thật sự nó khoảng hôm nay nó đỡ khoảng được 80% rồi đó, nó vẫn còn một chút này nhưng đỡ được khoảng 80% rồi. Wow. Và khi mình dùng cái mỹ phẩm xong thì trong đó nó có rất nhiều những cái sản phẩm về dinh dưỡng nữa. Thì lúc bây giờ thì họ đang dùng cái omega 3 này, đây đằng sau omega 3 đây đấy, nói chung là rất nhiều loại nữa, nhưng mà để trong nhà rồi. Omega 3 vitamin rồi bộ xương khớp đấy, thì họ đang dùng với mấy cái thứ đó. Thì khi mà kết hợp với vừa dinh dưỡng và tập thể dục và kết hợp vừa mỹ phẩm thì thật sự là nó giúp cho cơ thể của mình nó không những đẹp từ bên trong ra bên ngoài, mà nó đẹp toàn diện, nó đẹp, nó khỏe toàn diện. Và mình thích nhất cái câu đó là khỏe vững bền, chứ không phải là khỏe một thời gian xong rồi nó lại bị lại, không có. Mình cứ đều đặn, mình dùng đều, dùng đúng, dùng đủ thì nó đẹp, cái kiểu nó đẹp vững bền, thật sự rất tuyệt vời, rất là ok. Và rất là cảm ơn tất cả các lãnh đạo đã tạo ra một sân chơi tuyệt vời như ngày hôm nay. Cảm ơn cái đạo hiểu ạ, và xin hết ạ. Cảm ơn chị Hòa rất là nhiều, tuyệt vời chị ha. Rồi thì vừa rồi là những cái cảm nhận trải nghiệm sản phẩm rất là tuyệt vời của chị Hòa. Hôm nay chúng ta còn gặp một nhân vật mới, nhưng mà không có tập, nhưng mà cuối giờ mới vô nghe lén, nhưng mà dù sao cũng rất là muốn nghe được cái trải nghiệm sản phẩm của anh Nguyễn Văn Tâm đến từ thị trường Bà Rịa Vũng Tàu. Xin mời anh Tâm.